Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại chủ đề bài cúp tà hồn 9 của Akari Gaming. Mình đã được 4047 cúp rồi các bạn ạ. Và trong video ngày hôm nay thì mình muốn lưu lại khoảnh khắc khi mình đặt chân lên Rank Titan 4001 là được chạm vào cái tím tím này, vàng vàng này các bạn nha. Thì còn 73 cúp nữa. Vâng, vừa mới đốt 77 gem để lấy một thằng dân ra. Vâng, cái kho của mình nó ngập tràn rồi. Mình sẽ lại tiêu ít tiền để nâng tường này, nâng các đồ chơi này này. Đấy là mình còn chưa sử dụng vé vàng đấy. Ạc này mình chưa có tiền mua vé vàng anh em ạ. Ạc này là ạc free to play. Đấy. Để chơi chơi như vậy thôi. Rồi. Dư em Queen nữa thì đập cái đây. Đang có sách mà. Đang có sách là mình đốt luôn. Ok. Rồi, một ngày nữa thì mới có dân nữa thì mình cứ để thằng này ở đây đã. Rồi chúng ta hãy cùng đi kiếm một trận nữa các bạn nhá, để xem thử thách của mình đánh quả ạc này lên Rank Titan nó sẽ như thế nào, và mình sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ cho nó lên ở cái mức cúp cao nhất có thể các bạn nhá. Vâng, cái rank này bây giờ gặp được nhà Titan 3 đây rồi. Mà cũng chưa biết xử lý như thế nào đây. Căng phết đấy. Mình cũng chưa biết là nên đánh theo hướng nào các bạn ạ. Ồ. Như vậy là có một cái bật nhảy nó đã lòi mồm ra đấy kìa. Phải tấn công ra từ cái hướng nào đây bây giờ chứ. Hướng nào nhìn cũng căng hết á. Ôi giời. Như vậy là vẫn phải đục một lớp tường nào đấy anh em ạ. Vẫn phải đục một lớp tường nào đấy thôi. Kinh. Ô. Bấm em Queen mà tự dưng bấm nhầm thằng Kinh rồi. Cố gắng lên nào. Hết sức bình tâm. 30% đã được dọn rồi. Nhiệm vụ còn lại là ở các em. Baller. Hồi máu. Lính này là gì? Zeti với cả là ấy luôn. Chơi luôn. Vâng, all in vào khu vực này nào. Các kiểu đi. Cố lên. Dày. Rất tốt. Đã xử lý được gọn rồi. Trận này có 19 cúp rồi. À đâu, 20 cúp chứ. Gồng quy luôn. Ui giời, tuyệt vời. Vâng, không còn lia được đâu bạn ơi. May mà nhà này King Queen nó đang nâng. Rồi. Được, nói chung là trận này tạm ổn anh em. Kiếm được cái nhà khó lắm. Ui giời, 69%. Nó lại dừng ở một con số đẹp. 21 cúp. Ẩm đấy bạn ơi. Mình sẽ xin lính và sản xuất lính nhanh luôn các bạn nha. Không có đồ chơi à? Ồ. Lại phải đập gem rồi. Phải đập luôn cả tướng nữa chứ. Đây. Đây. Ok, và spell nữa. Tốn khá nhiều gem đấy các bạn ạ. Nhưng mà vì video cho anh em thì tôi vẫn làm. Vẫn cố gắng nhá, thử thách lên 4001 để chuyển lên Rank Titan phát cho nó khí thế nào. Vâng, được anh em hỗ trợ quân rồi. Chờ một chút xíu nữa là bem thôi. Ok, một nhà này nữa các bạn ạ. Nhưng mà thực sự cái mẫu bay này nó khá là căng cò. Khá là căng cò khi mình vẫn chưa có thể tìm ra được một cái lối nào đấy để xông vào nhà này. Chỉ dám thả minion mon men ở những chỗ mà có thể ăn được thôi.
mình sẽ tấn công trực diện từ phía con Queen. Đây sẽ là một hướng đi khá là khoai. Khá là khoai anh em ạ. Và khu vực nhà chính thì để chui được vào đấy là cả một vấn đề nữa. Chui vào đấy là cả một vấn đề nữa các bạn ạ. À, mình cũng chưa biết rồi là sẽ như thế nào khi mà đang rất căng này. Mình chưa có kinh nghiệm đánh cái kiểu nhà này một chút nào luôn. Vâng, đang trông chờ anh em đi đi xử lý thôi. Gồng thằng Kinh đã hình như nó bị đã bị. Valkyrie. Ồ, lính thủ nhà của đội bạn ở Valkyrie đã xong hết ở đây rồi. Ui dồi ôi. Gồng em Queen lên nào. Lính của chúng ta có bowlers. Cố lên. Sẽ cố gắng đặt ở những nơi nào ăn được. 44%. Và chúng ta chỉ còn một số ít baby tiểu long. Mình chỉ ngại phát là khi thả bowler nó sẽ ăn vào cái chỗ, nó sẽ ăn vào chỗ con archer bên này các bạn này. Mình sẽ thử cho hai baby tiểu long đột nhập ăn hai con bên này xem sao nhá. Rồi sau phút cuối thì mình mới thả lính xem. Ồ, như vậy là nó tiến hành, nó tấn công sang bên này rồi. Nó không đi vào nhà chính. Nó không đi vào khu vực nhà chính anh em ạ. Nó ăn cái kho. Oh no. Nhà chính nó không ăn mới đều chứ. À, rất khoai luôn, rất khoai luôn. Không ăn nhà chính. Bọn này thèm tài nguyên thế nhỉ. Ok, không sao cả. Rút kinh nghiệm trận sau anh em ạ. Ok, lại xin lính thôi. Để quần ngày nữa. Được, 41 cúp nữa. Nhà này cực kỳ giàu luôn anh em ạ. 1,2 triệu đấy. 10.000 dầu đen đấy. Nhưng mà bù lại được cái khu vực nhà chính thì nó nằm khá là chìa ngoài. Nên mình vẫn muốn mon men làm một số điều gì đấy. Thả được ở đâu thì cứ thả. Và mình sẽ thử một con golem xem nhé. À, như vậy là có Tesla với cả có bom đấy. Đấy, bom kìa. Oh no. Bắt buộc phải huy động đến động đất rồi. Golem vào nữa đi em. Vâng, huy động King Queen luôn. Vâng, huy động King Queen vào đấy chơi lớn quá nào. Như vậy mỏ chim cũng đã được kích hoạt rồi. Ăn khu vực này. Dồn hết tất cả đam vào luôn. Gồng lên. Úi giời. Đây này. Bịt lại. Chúng ta có dòng điện nữa cơ mà. Thoải mái đánh đây bạn ơi. Gồng em Queen lên. Ngon rồi. Vâng, tưởng gì chứ nhà này tôi ăn được. Vâng, có khi còn ăn thơm luôn đấy các bạn ạ. Vâng, như vậy là trận này chúng ta ăn được vâng, gần một nửa rồi. 1,2 triệu mà chúng ta ăn được 500 nữa, vẫn phải được 700 rồi. Ngon. 60% các bạn ạ. 60% 2 cúp và nhà này là khoảng 16 cúp rồi. 16, 17 cúp gì đấy rồi. 17 cúp. 700.000 tím kìa. Trời ơi, ngập mồm rồi. Lại một trận siêu giàu nữa các bạn ạ. Lại là một mẫu bay căng cò đến từ cái nhà này. Mình rất nghi ngờ là một cái đống bom ở chỗ hai cái tháp bom ở trên này. Căng.
Không không dám mon men vào đấy đâu. Mon men vào đấy căng lắm. Mình rất nghi ngờ cái khu vực ở đấy. Còn chỗ em Quy này thì sao? Vâng. Khu dưới này mấy em Archer của mình không biết có xử lý được không. Mình sẽ tấn công vào đây các bạn ạ. Mở một cái lối nào đấy ở chỗ con Wizards này. Đây, mình không mạo hiểm đánh vào cái hướng mà có con hai con thổi bom nó đang dơ mồm nó kia. Căng lắm. Quyết định đi vào. Ồ, tự dưng mình dồn hết tất cả Wizards đấy nhỉ. Có liều quá không? Gồng kinh lên. Đại quân đã hữu trong khu vực này. Và đội bạn xách rồng điện ra đây thi đấu rồi. Bịt rồng điện lại. Con rồng điện chưa chết à? Hình như là quân mình chết chứ không phải là rồng điện nó chết. 38% rồi. Rất tốt đến từ vị trí em Queen. Hết sức bình tĩnh. Và chúng ta sẽ gồng luôn để tiêu diệt em rồng điện nào. 42% rồi. Lính hội thành của mình xin là ngon, rồng điện. Có đồ chơi. Vâng, thoải mái ăn rồi. Thoải mái ăn. Và như vậy là mình đã có được một đống cúp ở trong trận thi đấu này rồi anh em ạ. Bao nhiêu? 13 là 26 cúp. Ngon thì là 27 cúp mà không thì là 26 cúp trong trận này rồi. Anh em cứ lấy 40 cúp chia 3 ra là được à, 13 x 3 là 39. Thôi đi về đi về. 27 cúp anh em ạ. Ngon. Ngon. Oh yes. Yes. Đã đổi màu rồi. Đã đổi màu lên Titan 3 rồi anh em ơi. Quá phê. Rồi, chờ một chút xíu nữa mình sẽ đi bem một trận nữa ở rank huyền thoại cho các bạn xem nhá. Quá tuyệt vời trận thi đấu vừa rồi luôn. 27 ngon. Được. Anh em tiếc gì mà lượt like, share, đăng ký kênh Akari Gaming ủng hộ mình các bạn nhá. Phê quá. Lần này sẽ lại là một nhà cứng nữa ở Tower hơn 10 các bạn ạ. Sẽ là một nhà cứng nữa. Hướng đánh mình dự định tấn công. Có lẽ là cái hướng mà một cái tháp bom ở đây hướng nhằm con Queen các bạn ạ. Thì ở trước mắt là mình cứ phải thả. Cứ phải thả những con Archer của mình bắn tỉa được ở những nơi mà nó có thể vẫn xử lý được. Đây. Còn càng nhặt. Cái ô này nó để cách hơi xa. Mình chỉ ngại một chỗ là nó không chui vào nhà chính mà nó lại chạy ra thì vỡ alo. Rồi. Như vậy nó đã thông. Tạm thời đến giờ phút này là vẫn đang ổn. Còn chút nữa mà có ổn không thì cần phải theo dõi thêm. King Queen sẽ triển khai ở đây các bạn nhé. Ui giời, vỡ tan luôn. Lính thủ nhà là rồng điện. Mình sẽ bịt rồng điện lại ở khu vực này. Ui giời, không biết đại quân khu vực phía trong có tung hoành được không. Cái đấy thì chúng ta vẫn phải chờ thôi. Ui, thằng King đang cố gắng ăn hôi khu vực nhà chính. Và con rồng điện nó đang bắn cực kỳ đau vào thằng King. Nhưng mà mình hy vọng là Queen của mình sẽ xử lý được. Ô, ngon. Hết sức bình tĩnh à. Nhà chính kìa Queen ơi. Nhà chính Queen ơi. Không ăn. Nhất quyết không ăn khu vực nhà chính. Vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Cho Ki Giáp bắn tỉa cái khu vực này xem nào.
lính chủ nhà của mình là dòng điện, lính trong hội thành là dòng điện, nhưng mà khi thả dòng điện thì không biết nó ăn cái gì đấy. Và như vậy là nó ăn cái bên này rồi, căng phết anh em ạ. Nó không chui vào khu vực nhà chính đâu. Nãy mình đánh ở hướng này là bởi vì mình sợ nó sang bên này nó chạy vòng vòng này. Nó chạy vòng vòng thì tạch mất. Nhưng mà thôi thì lỡ rồi, đằng nào thì cũng có một sao cầm về. Không sao cả. Vâng, cố gắng mút thêm phần trăm nào thì mút đi em. Úi giời. Thịt luộc. Hơi tiếc nhỉ. Tiếc quá ai chứ nị. Vâng, nó mà ăn ra khu vực nhà chính một tí xíu nữa thì ngon. Thôi 11 cúp là ngon rồi. Không bị tạch lô là thấy mừng rồi. Và ở cái rank Titan này nữa thì quá phê. Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video này của mình. Và mình sẽ tiếp tục hành trình này còn chinh phục nữa ở những cái mốc cao hơn các bạn nha. Nếu các bạn thấy thích thì hãy để lại mình nút like, share, ấn vào đăng ký kênh ủng hộ mình. Và mình vẫn nhận hỗ trợ nạp vé vàng, những gói ưu đãi ở trong cửa hàng cũng như là gói gem. Và mình có thể chơi luôn cả thẻ ngân hàng cho các bạn nha, thẻ điện thoại. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tới. Mình đi đây. Bye bye.